Theo Tổ chức Y tế Thế giới, ước tính có khoảng 5% dân số bị bệnh lý nghe kém. Đây là bệnh lý có thể gặp ở trẻ em và cả người trưởng thành do các yếu tố như nhiễm khuẩn từ trong bào thai, còn gọi là bẩm sinh, viêm màng não, viêm tai mãn tính, sự lão hóa của hệ thần kinh thính giác, v.v. Ở Việt Nam có khoảng 1,6 triệu người bị nghe kém. Hàng năm có từ 1.200 đến 1.400 trẻ khiếm thính đã ra đời. Với các gia đình, khi phát hiện con bị khiếm thính, khó có thể kể hết nỗi niềm của những bậc cha mẹ. Tuy nhiên, việc sớm tìm ra giải pháp tích cực, hiệu quả và kịp thời, đó mới là điều quan trọng nhất. Trên thực tế hiện nay, với sự tiến bộ của ngành khoa học và y tế, các bệnh nhân khiếm thính có thể nghe được âm thanh cuộc sống, hòa nhập vào đời sống như những người bình thường và có một tương lai mở rộng ở phía trước. Vậy các giải pháp đó là gì? Chương trình ngày hôm nay sẽ đưa một số thông tin giúp cho các gia đình hiểu rõ hơn về bệnh lý khiếm thính, các giải pháp cũng như các địa chỉ, chuyên gia thính học khi bạn và người thân gặp phải vấn đề về sức nghe. Theo các chuyên gia thính học, khi nghi ngờ con nhỏ, người thân có hiện tượng nghe kém, các gia đình nên đưa tới các chuyên khoa thính học, các trung tâm trợ thính, tai mũi họng để làm các nghiệm pháp thăm dò chức năng nghe, đánh giá mức độ nghe kém và phân loại, cũng như vị trí tổn thương của các thính giác để lựa chọn các phương pháp phù hợp. Ở Hà Nội, các gia đình có thể tìm đến chuyên khoa tai mũi họng, chuyên khoa thính học tại Bệnh viện Tai Mũi Họng, Bệnh viện Nhi Trung ương hay Trung tâm Chăm sóc Sức nghe Hearline ở địa chỉ 198 Trường Chinh, Hà Nội. Hearline thì là đơn vị mà được thành lập đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2002 và các cái ghép đầu tiên của Medel Hearline được thực hiện tại Bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Hồ Chí Minh. Và sau đấy đến năm 2008 thì Hearline có được mở rộng tại miền Bắc và miền Trung của Việt Nam, giúp cho bệnh nhân hạn chế và tiết kiệm được cái thời gian đi lại cũng như là kinh phí. Theo cái số liệu thống kê của chúng tôi thì là Hearline đã giúp đỡ được gần như 1.000 các bé cấy ghép ốc tai điện tử và hòa nhập như những trẻ bình thường khác. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có cấy ghép được rất là nhiều những cái ca cấy người lớn bị mất thính lực sau ngôn ngữ và giúp họ tìm lại được âm thanh. Sau khi chuẩn đoán sức nghe, vị trí và tình trạng tổn thương chính xác, các chuyên gia sẽ tư vấn giải pháp lựa chọn máy trợ thính hay cấy điện cực ốc tai và các phương pháp lấy lại sức nghe. Cùng với công nghệ của máy trợ thính luôn được cải tiến thì vai trò của các chuyên gia thính học rất quan trọng, giúp lựa chọn hiệu chỉnh máy phù hợp theo nhu cầu nghe, phù hợp với môi trường giao tiếp, học tập, làm việc và điều kiện tài chính của mỗi người. Trong quá trình sử dụng, các gia đình cũng lưu ý tuân theo hướng dẫn sử dụng của các chuyên gia chăm sóc và bảo dưỡng để tăng độ bền của máy. Hiện nay, Trung tâm Chăm sóc Sức nghe Hearline cũng là đại diện của hãng máy trợ thính Rectone tại Việt Nam. Rectone là máy trợ thính có nguồn gốc xuất xứ từ Mỹ và là dòng sản phẩm chất lượng cao của tập đoàn Siemens của Đức, với số lượng kênh xử lý lên tới 36 kênh thông qua công nghệ lõi kép TwinCore. Rectone là sản phẩm duy nhất có tính năng HD Spec, khiến cho tiếng nói trở nên rất rõ ràng và dễ dàng nghe được. Trung tâm Chăm sóc Sức nghe Hearline cũng đồng thời là đại diện hãng điện cực ốc tai Medel tại Việt Nam. Điện cực ốc tai là một phát minh giúp bệnh nhân điếc ở mức độ nặng và sâu sử dụng máy trợ thính không đạt hiệu quả. Với phương pháp cấy điện cực ốc tai, họ có cơ hội đạt được khao khát mãnh liệt, đó là nghe được âm thanh, giao tiếp bằng nghe nói, không phải bằng hệ thống ngôn ngữ ký hiệu. Điện cực ốc tai là một thiết bị điện tử được đưa vào bên trong ốc tai, giúp đưa các tín hiệu âm thanh vượt qua các phần bị tổn thương của tai trong và chuyển thẳng tới dây thần kinh thính giác. Việc được cấy ghép điện cực ốc tai cộng với việc quá trình rèn luyện có phương pháp, có hành trình và mục tiêu rõ ràng, hoàn toàn có thể giúp những bệnh nhân khiếm thính hòa nhập với cộng đồng, học tập và làm việc như những người bình thường khác. Hai chuyên gia Ingeborg và Iggy Oxmeer đã bắt đầu phát triển cấy ghép điện cực ốc tai tại Áo vào năm 1975. Năm 1977, ca cấy điện cực ốc tai có 8 kênh đầu tiên được thực hiện tại thủ đô Viên Áo. Người thực hiện là giáo sư Kurt Brien, hiện tại trụ sở của Medel tại Innsbruck, Áo. Tại Việt Nam, ca cấy ghép điện cực ốc tai Medel được thực hiện vào năm 2002 và Medel chính thức có văn phòng đại diện vào năm 2008 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, Medel đã có văn phòng tại Hà Nội và Đà Nẵng. Cùng với đó là các chương trình đào tạo sau cấy ghép mang lại những giá trị bền vững cho bệnh nhân. Medel và Hearline cũng được biết tới là có nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực cho các gia đình, giúp các gia đình có người thân bị khiếm thính có điều kiện hơn, thuận lợi hơn trong việc tiếp cận và sở hữu công nghệ có giá trị cách mạng này. Để giúp một bệnh nhân khiếm thính hòa nhập như một người bình thường, đi học, đi làm, tự chủ trong cuộc sống, chắc chắn không phải là điều dễ dàng, nhưng không phải là không thể, nếu như mỗi gia đình tìm được giải pháp y tế đúng đắn kịp thời. Và điều quan trọng là không ai khác, chính là bố mẹ và gia đình mới là yếu tố quan trọng nhất trên hành trình tìm lại âm thanh cho trẻ khiếm thính.